Trời ơi bà Thủy, con dạy cô. Dạy cô bổn đau hả? Dạy mà bà đánh mạnh vô nó dội, bà thấy tôi dội không? Ta đánh vậy mà cũng lên đau. Trời ơi, sức chơi sức chịu chứ. Trời ơi, ta sợ hả? Ta sợ mày hả? Ta nói gì nói là giận, tôi bắt ăn từ công chúa. Ui, trời ơi. Rộng lâu chết. Cái gì vậy? Đánh gì đau à? Đau gì? Trời ơi, nó còn chơi vẫn chơi, trò chơi thôi mà lại nhiều đánh ta đau vậy? Hai bà ơi, cho xin con chơi á. Con ngồi yên đó, con hai bà chơi. Nghe không? Nói nghe nè. Gì? Bà Phụng. Gì? Tôi mới quánh bà cái tổ nào bà lão. Tôi sao chơi? Đây tôi vẫn chơi với bà mà sao? Cho bà quánh tôi đau, bà cho tôi lại. Tôi đau. Bà cười quá à. Bà lại đi. À, dừng yeah. Dừng chút đi. Rồi nó uống sữa chơi tiếp. Chứ vậy nào đi. Mệt quá. Ê, mà đâu. Ai biểu tôi nói thì tôi làm con khủng long cho bà không chịu, bà đôi dành. Bà nói bà thích mặc bộ đồ này. Thì đó, mặc bộ đồ khủng long dễ thương. Hai bà chơi, hai bà không có cho con chơi vậy đó. Không, bây giờ uống sữa mà chơi gì. Bây giờ ta tuyên bố ngừng cuộc chiến. Cho công chúa uống sữa xong. Đúng rồi. Ta chiến đấu tiếp. Bé Ngọc, nãy bé Ngọc tiếp bà ngoại mặc con khủng long dễ thương không? Dễ thương nhưng mà con được chơi vậy đó. Trời ơi, con chơi chị con vận động mệt người lắm. Để cho hai bà chơi được rồi, con ngồi con coi coi. Rồi, bây giờ mình chơi trò mới nha. Ai uống sữa không nè? Bán cho tôi đi. Không có bán. Tôi chèm chữa. Không, có thèm thì kệ đi, ta không có bán cho bà già đâu. Ta bán cho cô bé nhỏ xinh xinh này. Không, ta không thích uống sữa. Bậy nè, cô bé mà không uống sữa cô bé sẽ ốm đó, vì cô bé đã ăn hết rồi. Uống đi. Nè, nói sữa. Gì vậy? Trời ơi, nhỏ mẩm mỉm muốn chết. Ý là tôi không muốn nói cái từ mập, có hiểu chưa? Nói vậy là đẹp rồi, không là nó ngáo thôi, đừng có ép nó uống. Trời đất ơi, đẹp bữa nào mà đẹp. Nè, tay chân nó ốm nhôm nhách nè, tổng teo vậy nè, làm sao mà chịu cho được chứ. Đã ăn ít rồi, thằng Hoàng nó kỳ lắm, kêu đi mua thuốc bổ cho nhỏ thì không chịu mua, không ăn thì không uống sao được. Trời ơi, này hôn nó ngán rồi, bà coi cái bụng nó trong bóc kia kìa. Bụng trong bóc là nó no rồi, ép nhỏ uống gì nữa. Mà ngộ nha, sao tay chân nè ốm nhôm nhách mà sao cái bụng nó bự dữ vậy ta. Hai chân ốm nhôm mà cái bụng bự. Nhớ rồi, nè bà Thủy. Coi. Bà nói tôi mới nhớ nghe. Tôi hỏi bà nè. Sao? Đã bao lâu rồi trong gia đình này nè, bà đã tẩy giun cho gia đình chưa? Tẩy giun là gì? Trời đất ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy, bà ngồi trên rừng bà xuống hả? Tẩy giun là gì bà không biết hả? Ai cũng biết, bà không biết là sao? Cái từ đó rất lạ lẫm trong cái từ điển gia đình nhà tôi. Trời đất ơi. Thôi mời bà quá đi. Để tôi hỏi cháu tôi. Dạ. Bà Ngọc của ngoại, nhưng con nghe ngoại hỏi nè, con nít con thông minh, con sáng suốt lắm đúng không? Con có nhớ là đã bao lâu rồi bà ngoại tẩy giun cho con, lúc nào nhớ không? Con không nhớ nữa. Không nhớ hả? Dạ. Vậy là cũng lâu lắm rồi phải không? Dạ. Nghe bà ngoại hỏi. Dạ. Con có thấy ngứa cái hậu môn? Con thấy nó ngứa rồi, còn nhột nhột nữa. Thôi rồi, đáp ơi, đây chính xác rồi, nó bị run đó. Bà phải tẩy run cho nó đi, cái hậu môn nó ngứa mà còn nhộn nó kìa. Bà phụ ơi, bà nói chuyện hài hước mà tôi không có thấy nó nhộn chỗ nào. Tôi không mắc cười, mắc mới gì mà dính dáng tới cái chuyện mà nhộn đó. Rồi bữa cả gia đình tôi tẩy run làm sao? Trời ơi bà Thủy ơi, nó ăn uống chính không và rất sạch sẽ, chưa bao giờ mà chơi cát ngoài đất này kia nội, rồi bóc đồ ăn mà ăn cái đó. Tôi rất là kỹ lưỡng. Tôi nói thiệt cho bà, gia đình nào cũng nói là kỹ lưỡng cho con cháu, nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì người ta mới khuyến khích mình là 6 tháng nên tẩy giun một lần, mà không phải con nít mà người lớn cũng vậy, hiểu chưa? Cả nhà bà không ai biết cái gì hết trơn, đâu có được. Bây giờ trường hợp của nó là bị rồi đó. Phải vậy không? Chính xác luôn. Trời ơi, còn hỏi cái mặt ngơ ngác bà từ hành tinh mà rớt xuống hả? Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Không hiểu. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, nhiễm giun sán là một trong những căn bệnh nhiễm ký sinh trùng khá phổ biến, và tẩy giun như thế nào là hợp lý và chính xác? Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Minh Thế, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Minh Ngọc. Xin chào quý vị ạ.
Dạ, như bác sĩ cũng đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay thì bé Ngọc của chúng ta tay chân thì ốm nhưng mà bụng thì tròn. Em cứ nghĩ là bụng tròn tròn thì bé nhỏ con nít nào cũng như vậy chứ ạ? Thường thì mấy bé nhỏ nhỏ đó khoảng 4-5 tuổi, 5-6 tuổi thì hay bụng mỉm. Dạ. Cho nên là thấy cái bụng hơi lúp lúp chút xíu, tay chân cũng nu nần chút xíu thì cũng dễ thương. Dạ. Nhưng mà những trường hợp mà nếu mà tay chân nhỏ quá, mình cảm thấy cái chân tay chân gầy quá nhưng mà cái bụng to quá, cái từ đó thì rõ ràng là cái cơ thể bé đang có cái vấn đề liên quan tới cái dinh dưỡng, tới tiêu hóa thì phần cần phải nên đi kiểm tra lại. Dạ, và đó cũng là một trong những dấu hiệu là bé đang nhiễm ký sinh trùng giun sán đúng không ạ? Thực sự là để mà kết luận là bé nhiễm giun sán hay không thì cũng cần phải có cái xét nghiệm. Ví dụ trên triệu chứng chung chung thì mình cũng sẽ hơi khó. Một số triệu chứng nó chung chung thôi nhưng mà cũng gợi chúng ta, ví dụ như hay thường xuyên cảm thấy than phiền là đau bụng hoài, hoặc là ăn uống không có ngon, hoặc là ăn nhiều, ngược lại ăn nhiều nhưng mà thấy than nhanh đói và không lên cân, người cứ gầy, da xanh xanh tái tái, rồi lúc nào cũng hay cảm giác bực dọc cáo gắt, hoặc là những cái trường hợp nhiễm giun kim đó, thường trẻ ngủ hay lấy tay để cào vùng mông hậu môn phía sau đó, thì những dấu hiệu đó là những dấu hiệu mà gợi ý thôi, chứ thực sự là không phải là những dấu hiệu đó là cái kết luận luôn em nó bị nhiễm giun, mình phải đi kiểm tra. Và nói đến chuyện mà bị nhiễm giun sán trong người thì em nghe nói là khi mà ăn những thức ăn sống rất là dễ bị nhiễm những con giun sán này, điều đó có đúng không bác sĩ? Cái việc mà chúng ta nhiễm giun nhiễm sán đó thì do cái thói quen sinh hoạt, mình nói chung hết thói quen sinh hoạt, cái vệ sinh ăn uống của cái người dân mình đôi khi nó không đảm bảo. Còn một số đặc thù người ta ăn uống cũng sạch sẽ nhưng mà khi thích ăn những cái món đặc biệt, ví dụ như ăn những cái gỏi cá sống, thì khi nếu cái nguồn thức ăn đó nó đã nhiễm các cái ký sinh trùng, các cái trứng của nó trong đó mà chúng ta không có được sạch, chúng ta chế biến nó không có phù hợp thì sẽ dễ dàng nhiễm vào cơ thể, và lúc đó cơ thể chúng ta thành một cái ổ để các cái ký sinh trùng đó phát triển lên thì nó gây hại cho cơ thể mình. Yeah. Còn ngoài ra thì cái việc mà ở Việt Nam mình cái ăn uống vệ sinh hàng ngày, các cái món ăn nhiều khi bán hàng rong ở ngoài đường nè, thì nhiều khi các cái trứng giun nó bay lơ lửng trong không khí rồi nó bám vào thức ăn, vào các loại rau mà chúng ta rửa không sạch, hoặc là có những cái vùng mà người ta trồng rau nuôi bằng phân xanh phân chuồng đó, thì sẽ có vô tình là nhiều cái trứng giun rất là nhiều và rau đó không rửa sạch thì vào cơ thể thì tỷ lệ nhiễm giun rất là cao. Còn những cái thức ăn mà nó có nhiễm giun sẵn ở trong đó rồi, các trứng giun rất nhỏ thì mắt thường chúng ta sẽ rất là khó nhận biết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta ăn những cái món ăn, những cái thịt nào mà thấy những cái giun nó dài ra thế này thì chắc chắn là mình thấy là ghê rợn, là mình bỏ. Dạ. Mình không ăn liền rồi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà thực sự những cái con đó đang sống như thế thì lỡ chúng ta có nuốt vào trong cơ thể thì cái mức độ nguy hiểm nó không có lớn, tại vì chúng ta phải thức ăn nó phải qua cái chúng ta nhai nè, nhai nhuyễn rồi bắt đầu xuống dạ dày, thì đặc biệt là cái môi trường axit trong dạ dày nó sẽ tiêu hủy, nó sẽ giết những cái con đó. Và như vậy thì những cái trứng giun khi mà vô bụng đúng. Của mình cũng sẽ bị tiêu hủy luôn chứ ạ? Trứng giun đó nó vào nhưng mà buồn là trứng giun nó được bảo vệ, nó có một cơ chế tự bảo vệ thì trứng giun nó không bị hủy. Có một số trứng nó qua được hàng rào axit dạ dày và đi xuống ruột và chính ở nơi đó nó phát triển được. Cho nên là cái việc mà ăn chín uống sôi, rửa tay trước khi ăn hoặc là sau khi đi vệ sinh rất là quan trọng. Đó là những cái thói quen mà nên được huấn luyện cho các cái bé từ nhỏ để mà tạo cái thói quen sinh hoạt ăn uống lành mạnh. Và nếu mà bình thường mình tẩy giun thì mình dùng viên thuốc tẩy giun bao lâu một lần thì ổn ạ? Em nghe nói là khoảng 6 tháng một lần đúng không ạ? Cái thông tin đó là chính xác. Thường thì cũng sẽ 1 năm chúng ta tẩy 1 đến 2 lần, nghĩa là 6 tháng đến 12 tháng là 1 năm 1-2 lần đó. Vậy thì chúng ta sẽ có những lưu ý gì khi dùng thuốc tẩy giun ạ? Lưu ý chúng ta phải khi mà dùng thuốc tẩy giun đó, chúng ta phải theo cái liều chỉ định và theo cái thời gian, theo định kỳ thôi. Ví dụ 1 năm chúng ta dùng 2 lần, hoặc là mới tẩy giun ở trường thì về nhà chúng ta cũng không cần phải làm lại, tại vì cái hiệu quả nó đã được đảm bảo, cho nên mình cũng không phải gì căng thẳng hết. Thứ hai nữa là khi cái thuốc men đó thì dùng phải tùy theo đối tượng. Ví dụ như đặc biệt là đối tượng phụ nữ mang thai, trong 3 tháng đầu thì người ta không khuyến cáo là dùng thuốc tẩy giun, và sau 3 tháng đầu rồi, từ 3 tháng kế tiếp đi thì có thể dùng thuốc tẩy giun được. Và những trẻ em mà dưới 1 tuổi thì không được dùng thuốc tẩy giun, và từ 1 tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng được. Dạ. Thì một số lưu ý nhỏ nhỏ đó thôi, còn những lưu ý đặc biệt thì nếu cần thiết, trường hợp mà có bệnh lý nền đặc biệt gì khác đó thì cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Dạ, nhưng mà khi mà nghe đến phụ nữ mang thai uống thuốc tẩy giun thì em nghe thấy nó sợ sợ.
Và nếu như mà trong quá trình mang thai mà người phụ nữ bị nhiễm phải giun sáng thì có ảnh hưởng như thế nào đến em bé? Tùy theo cái loại giun hoặc loại sáng mà nhiễm vào thì nó có một số cái. Đầu tiên là cạnh tranh dinh dưỡng. Tại vì giun nó vào là ký sinh trùng thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng, nó hút máu, nó sử dụng cái dinh dưỡng của cái người mẹ. Và dinh dưỡng người mẹ lúc bình thường thì đã nuôi cơ thể người mẹ rồi, bây giờ có em bé thì phải nuôi cho em bé, bây giờ phải chia phần nuôi cho cái nhóm giun đó nữa, cái ký sinh trùng đó nữa. Cho nên là sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển thể chất, phát triển bào thai, rồi sức khỏe người mẹ cũng bị ảnh hưởng theo. Và chưa kể là khi nhiễm giun đó thì nó có thể kích hoạt những cái yếu tố gây dị ứng. Khi đôi một số bà mẹ nhiễm giun thì sau này sinh ra mấy bé cũng dễ bị dị ứng, dễ bị viêm da, dễ bị ngứa này nọ. Thì cái đó thì cũng là phần nhẹ thôi, không có gì đáng kể. Nhưng mà sợ nhất là những trường hợp mà nhiễm giun mà giun mốc chẳng hạn, nó làm mất máu nhiều quá. Mà trong quá trình mang thai thì người mẹ cần rất là nhiều máu, nhiều chất sắt để nuôi bào thai. Mà lúc đó thì sẽ dễ dẫn đến cái bào thai bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, lúc đó thì ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Tại vì trong bào thai mà suy dinh dưỡng rồi, sau này lớn lên bé sinh ra ngoài thì có bổ sung thì nó cũng sẽ không phải dễ dàng giống như cái trẻ mà khỏe mạnh trong bào thai. Dạ, và nói đến đây thì Minh Ngọc thấy là việc tẩy giun rất là quan trọng. Nhưng mà cuộc sống hàng ngày của chúng ta đôi khi nó dồn dập rồi mình quên đi ngày, quên đi tháng hết. Nếu như mà mình lỡ mà chẳng may mà mình bị nhiễm phải những giun sáng đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe ạ? Thì đầu tiên là cái ảnh hưởng là về dinh dưỡng, là chúng ta sẽ thấy nó bị mệt mỏi, ăn nhiều mà cảm thấy vẫn đói, vẫn thiếu chất, thiếu sức sống. Và cái đó là coi như nó cạnh tranh dinh dưỡng rồi. Thứ hai nữa là một số trường hợp mà nó gây xuất huyết đường tiêu hóa, gây chảy máu. Tại vì các loại giun mốc nó sẽ móc vào cái thành ruột, nó làm cho máu chảy mất rất nhiều. Những trường hợp nữa là giun nó nhiều quá, ví dụ giun đổ nhiều quá nó thành múi to, nó làm tắc ruột. Những trường hợp nặng nó tắc ruột luôn, chúng ta phải mổ cấp cứu. Hoặc là những trường hợp mà giun nó sẽ đi lạc chỗ và nó chui lên ống mật, nó làm cho tắc ống mật, hoặc là đi lang thang đâu đó thì rất là phiền. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế đã giúp cho Minh Ngọc cũng như quý vị khán giả hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay, để qua đó chúng ta có những phương pháp giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cho cả gia đình mình nữa. Và chúng ta sẽ còn nhiều điều chia sẻ cùng nhau trong những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nói chung là bây giờ là con lớn rồi, con tự có quyết định con sẽ xăm một cái hình nào mà con cảm thấy đẹp. Ở trong nhà của tôi là không có xăm xiết cái gì hết. Cãi lời tôi ra khỏi nha.